Vợ là số 1 mà vợ nó cũng là trụ cột gia đình. Đúng rồi. Vợ mình là không phải họ hàng mà bỗng dưng ngày đẹp nó lại sang nhà mình. Úi giời. Ngày đầu trông rất là xinh nhưng thùng đổ nước đến đình cũng siêu. Úi giời. Vợ vừa đáng kính đáng yêu mà đàn ông này vợ nhiều nhà lại khá ra. Vợ mình là con người ta mà sao lại cứ thiết tha mặn lòng. Vợ là trên ấm mùa đông này dòng nước mát ngày không có tiền. Vợ là trăng sáng ngày hiên đi làm hết tháng thì nhớ đưa tiền đưa lương, đưa cho nó cấp. Đúng rồi. Vợ là cái sắt tổ tường mỗi khi cần mở về ngỏ nở yêu thương thật là ngọc ngà. Nhưng vợ cũng là một đôi thùng loa, một khi nó phát là cả nhà bị bão dông. Vợ là chỗ dựa của chồng, nếu không quý Phật nòng nó lại bỏ đi. Vợ nó như một chiếc tivi, khi vui thì nó phát sóng, khi buồn mất mẹ kênh. Vợ là tín dụng nhân dân và cũng là kế toán để giải ngân trong nhà. Mà vắng vợ chỉ 3 buổi chiều là bố con là loạng choạng như diều đứt dây. Mong sao vợ lại về đây để vang tiếng hát, lại gây tiếng cười. Vợ là người rất giỏi đó nha, nhớ đừng để vợ giận là cả nhà mình mất vui. Thế rồi đến tháng đến kỳ phải đầu tư cho nó đi, tiền nó đi làm đẹp. Đúng rồi. Kính chào quý khách gần xa, kính thưa các cụ, các bà và các cô. Cuộc đời luôn phải chạy xô, hết xăm môi mắt lại phải tỉa tô lông mày. Hôm nay em có mấy lời tâm sự thầm kín về cuộc đời của em. Chồng em nó cứ bảo em già là em quá thế là đi xăm. Ôi giời, nhân mấy bác tờ xây này. Xin chồng có 5 triệu ăn nhầm gì đâu. Đầu tiên em nhuộm tóc màu để cho đẹp giống người giàu thủ đô. Tiếp theo lại sắm cái đồng hồ, xong đi ra hiệu để tỉa tô lông mày. Sắm môi lại sơn cả móng tay, thế là em lại đẹp ngay ra liền. Đúng là xã hội của đồng tiền, chỉ mất có 5 triệu mà lại như tiên giáng trần. Giờ thì em hết ngại ngần, đi với ông xã không cần phấn son. Trông em lại trẻ mà ngon, nhiều người cứ ngỡ còn son chưa có chồng. Giờ quá đẹp luôn.